Trong nhà Phật có câu dạy rất hay: nhẫn nhỏ thì thành tựu nhỏ, mà nhẫn lớn thì thành tựu lớn. Vì người tu hành của chúng ta, niệm Phật hay trì chú hay tụng kinh gì, tu pháp nào cũng từ chữ nhẫn mà thành công. Nhắm được mục tiêu rồi thì chúng ta kiên nhẫn, chúng ta cố gắng. Nên xuất thế gian hay là thế gian pháp đều là phải có chữ nhẫn thì mới thành công. Học nghề cũng vậy, có chữ nhẫn mới có thành công. Nên mình đi vô chùa mình tu học á, có khi mình không hiểu, nói ồ ông thầy này sao ông ác quá ta, giống như ông đì mình vậy, giống làm khó mình vậy. Giống như có cái câu chuyện mà như đó từng kể, ông thầy này ông tu hành ông chứng quả, ông nhìn được người đệ tử của ông tu hành nhưng mà chưa có siêu vượt tam giới, còn trong lục đạo. Khi mất đi đời sau sẽ làm vua một cái nước cuối cùng. Năm 30 mấy tuổi thì bị vây thành và treo cổ tự tử chết, thê thảm quá. Nên ông thầy này khi người đệ tử mất đi thì ông thầy ông kêu các người đệ tử kia là không có được chôn, buộc dây cần cổ kéo đi, kéo đi xong liền xuống biển, cứ làm đúng gì đi. Thì mọi người đều nói ông thầy này quá ác, quá ác. Các người huynh đệ anh em không làm gì, đem chôn cắt đồ đàng hoàng hết chứ. Ông về ông hỏi là có làm như lời ông dạy hay không, thì nói không, thấy điều đó không đúng. Thì ông thầy này mới nói rằng là nếu như làm đúng như lời ông dạy thì đời sau cũng làm vua, mà làm vua một cái nước thịnh trị và sống tới già luôn, rồi làm rất nhiều việc lợi ích cho cái quốc gia. Nhưng mà nếu không làm đúng lời của ông dạy thì đời sau cũng làm vua, nhưng lại làm vua tới 30 mấy tuổi và cái nước cuối cùng khi quay thành thắt cổ tự tử và chết. Nên khi mình đi vào trong chùa mình tu học, có mỗi nơi có cái cách rèn luyện khác nhau. Nếu để cho mình quá tiện lợi là bản thân mình có khi hư đó. Có nhiều người họ gặp như thế, có nói thầy ơi, sự thành công của thầy bao nhiêu con người sau lưng hỗ trợ thầy, nên là thầy có khi phải tán thán họ. Những đức nói chứ những đức có chữ họ đâu. Ông lại đem họ đội trên đầu. Những đức sống những đức cũng làm việc thấy mồ những đức, chứ những đức có quan trọng gì cái thành công đó đâu. Thành công là cho tất cả mọi người đều được sống, chứ thành công cái gì. Bởi vì như ở ngoài đời là danh lợi sao thành công gì. Cái thành công của người tu đạo là chúng ta làm được việc ý nghĩa trong cuộc đời. Chúng ta mỗi ngày làm được việc lợi ích cho người ta, làm những việc mà cho người khác được bình an. Đó là cái thành công của người tu đạo giải thoát quý vị, chứ không phải như ngoài đời mà người ta hỗ trợ mình thành công được căn nhà, được sự nghiệp, rồi được con vợ đẹp. Không phải. Ở trong đạo nó không phải thành công gì. Mà trong đạo dù có chùa cao Phật lớn cũng là gì cho người ta, cho người ta nhờ thôi, chứ bản thân mình không có cái gì chứ á. Nên người ta đi vô chùa mình thương người ta, mình lo người ta, mình giúp người ta, nhưng mình phải dạy người ta, phải gây dựng người ta. Lúc mình phải la người ta nữa để làm chi, để coi cái tâm người tu hành này nó làm sao. Như những đức đã từng nói mà, nếu như những đức mà không có bị chửi mà mấy năm ở ngoài đời mà đi làm á, không có ngày hôm nay đâu quý vị à, không có ngày hôm nay đâu. Nó giống như cái câu chuyện nhà thuyền, có câu chuyện cái chùa ông thầy không có làm gì chứ, mỗi ngày ông có mấy cái chậu bông, ông kêu bữa nay ghinh ở đây, mai ghinh ngoài kia, hôm nay ghinh ở đây, mai ghinh ngoài kia, ghinh ra ghinh vô, ghinh ra ghinh vô, ghinh ra ghinh vô, làm hoài vậy đó. Mà đệ tử rất chân thật, nó cứ làm hoài vậy thôi, cuối cùng sau này nó khai ngộ. Ghê không, nhiều thôi á, nó làm hoài vậy đó khai ngộ. Quý vị biết rằng là cái tâm chân thành á, mà người không biết thì nói ông thầy này chắc ông khùng hay chứ, ngày nào cũng kinh ra kinh vô. Nhưng mà ông làm gì ông rèn cái tâm nhẫn của mình. Tại trong nhà Phật nói nhẫn nhỏ thành tụ nhỏ, nhẫn lớn thành tụ lớn. Ông rèn mình coi mình nhẫn được hay không.
Còn có câu chuyện như Đức đọc qua, đi vô trong chùa tu, có ngôi chùa tu thiền. Ông thầy mỗi ngày ông kêu quét lá, kêu quét lá, quét lá, quét lá, kêu quét, quét, quét đi. Quét xong rồi lá, ông phân, kêu phân tách lá ra. Lá này là ủ làm phân để mà trồng cây. Lá này thì chụm đốt thì sao. Rồi gom lại đất này thì ông kêu hốt đất này đắp vô mấy cái chỗ bị hụn. Còn cái mấy cục sỏi thì ông kêu lụm, ông lót sao làm sao. Cứ làm gì hoài vậy đó. Vậy mà cuối cùng người đệ tử đã khai ngộ. Như ta thật sự là biết nghe lời, chịu làm quý vị. Nó, còn có những người ta rèn đệ tử, người ta gầy, người ta chửi ghê lắm. Nhưng mà cuối cùng người đệ tử tới sau này làm chủ trì chùa, hoặc làm việc lớn trong cuộc đời. Tại vì sao? Rèn luyện. Mà cái người ở trong vị trí rèn luyện đó mà chịu đựng được, nó thành công. Chứ còn mình, mình không hiểu, mình nghĩ rằng người ta làm cực vậy, mình tán thán người ta, mình đưa người ta lên trời, đưa lên để nó té xuống đằng chết hả? Mới hại người ta. Nên mình có con, mình thương con mình, nên mình hại con mình quá trời. Thương hại, mình không cho mình con mình động móng tay, nên cuối cùng mình hại con mình đó. Nên ví dụ mình thương người thân, mình đâu có giết người thân mình đâu. Mình la, mình gầy, mình không có giết. Như Hòa Thượng, ông cầm gậy quơ dù dù, nhưng mà có quýnh ai, có giết ai đâu. Nhưng mà người khác á, người ta sẽ xử lý mình á. Nên á, người ta làm thầy thà để người ta rèn, chứ không để người khác giết. Ví dụ như ngày xưa, người ta có thể đánh con người ta, nhưng mà không để người khác đánh là gì sao? Người khác đánh chết thì sao? Người ta thà người ta đánh con người ta, mà đánh không đánh vô nghiệp, không cho nó chết. Đó, nên á, mình học đạo mình phải nhận thức được chỗ này. Những đức cùng với đại chúng trong chùa, ai cũng là người cùng tu và cùng làm chứ. Những đức cùng làm dữ quý vị nè, chứ đâu phải những đức không làm đâu. Bây giờ những đức làm việc mà mỗi ngày những đức còn phân ra thờ khóa để lễ Phật. Nãy những đức qua đây, những đức lễ Phật một chút mới đi xuống đây. Dành chút thời gian mỗi ngày gom gom lại vậy đó nghe. Mà lễ Phật còn nhiều hơn lúc trước buổi sáng nữa. Tại vì chút mà làm hoài, gánh nhảy lễ Phật 10 phút, mười mấy phút, 7-8 phút cứ làm hoài vậy đó. Vậy mà gom ngày lại quá trời nhiều. Nó mót tu á. Hòa Thượng Chí Tịnh ngày nói rằng á, ở dưới quê miền Tây á, năm xưa mà chính bản thân Nhận Đức là người đi móc lúa, Nhận Đức biết. Nghĩa là nhà không có làm ruộng rẫy cho nghe, mót không à. Đó, đi móc lúa mà có khi nhà dư lúa ăn. Đi mót cái mót từng bông lúa nghe. Ai ở đây mà đã từng đi rủ rơm thì biết à. Rủ rơm, người ta xúc lúa, búng ra ra. Mình cầm thêm cái cây, mình đổi nón lá. Xong nó phúng xuống, mình lấy cây mình lấy tay mình vù mình hắt ra. Vù mình hắt ra. Cuối cùng rơm nó giọt ngay chỗ đó, nhưng cái chỗ đó thành khuyết một cái lỗ. Tại mình hắt hai bên ra. Nên cuối cùng mình vù lúa nó lọt như đó. Nhưng mà lúa vũ rơm là đa phần là lúa nó, thí dụ như lúa chắc á, là nó 10%, lúa vũ rơm á, là nó khoảng 70-80%. Tại hộp lúa nó không được chắc như cái hộp lúa mà nó nặng hoàn toàn. Tại vì nó được nhẹ nên nó búng ra, nó cuốn theo rơm nó búng ra. Vũ rơm thấy tội nghiệp lắm quý vị ơi. Vì sẽ suốt nó búng rơm mạnh lắm. Mình ở trong đó rơm nó búng vô đầu mình, có khi nó đè mình trong á. Rồi vũ cho nhanh, ai mà yếu là cái chừng xỉu á. Xỉu rồi xong là chết luôn đấy. Thấy chưa? Món lúa nhiều cách lắm. Rồi cái chỗ mà lúa người ta đổ có những loại lúa nó bị muối á, nó rụng. Rồi xong mình mới cầm theo cái lưỡi hái, mình cắt ra gốc gạ, mình cắt sát luôn. Xong mình lấy gốc gạ mình làm cho giống cái chổi á, quét gom lại. Mà thường lúa là lúa đất. Xong mình đem theo cái đồ mà mình tải đó. Mình đem lại cái đường mương mình đãi đó. Xong mình phơ. Lúa mót là nhiều, rất nhiều loại lúa. Vậy đó mà mót vậy mà nuôi cả gia đình, có khi 5-6 người trong nhà. Nghĩa là những đứa đều làm qua hết tất cả các việc luôn. Nên khi nghe Hòa Thượng Chí Tịnh ngày nói tới cái chuyện mà mót lúa mót đậu thì hiểu liền. Thì bây giờ mình tu hành, cái thời khóa chính nó còn không có bằng cái mót của mình mà siêng năng. Mình mà siêng năng mình mót niệm Phật là nhiều lắm. Như trên cầu thang mình đi xuống đi, mình đi cầu thang đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thấy cái bước đi á, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật. Làm gì đó, anh niệm Phật được rồi đó. Thì biết rằng là mình cứ là theo cái cầu thang đó mình bước, mình niệm Phật. Mình mà biết nắm bắt cơ hội là mình được niệm Phật. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, mà mình nắm bắt cơ hội mình niệm Phật. Niệm Phật để nhắc nhở mình. Rồi mình tu hành trong ngôi nhà Tam Bảo, có khi mình phải bị ghê, bị sắp xếp. Có một vị thầy, ông vừa tu ra trường, mặt hiền lắm, gặp những đức thì mặt dữ. Hiểu không? Nó, thì ông nói là bây giờ học ra trường rồi, mà bây giờ á, cái bằng cấp ở trong miền Nam này mà ra miền Bắc cái bằng cấp nó yếu. Ông nói bây giờ muốn hành đạo dữ lắm, muốn có ngôi chùa, rồi nuôi người già, rồi khuyên người niệm Phật này kia. Bây giờ chắc đi qua nước ngoài học để có bằng cấp nước ngoài. Bằng cấp nước ngoài đem về thì nó có giá trị dữ lắm. Nhưng Đức nói em cố gắng đi học đi, chờ mai mốt ông tới gần chết thôi, chưa làm được gì. Dòng do tao quắc là hoài. Năm nay nhiêu? 37 tuổi rồi. Thì như Đức nói, ông cầu như Đức nói, bây giờ học đã học rồi, ra trường rồi, sao thầy không thử đi vô ngôi chùa nuôi người già này, thầy chịu sự quản lý của người ta đi. Thầy ở trong đó, thầy rèn kinh nghiệm thật sự của nó. Mục tiêu của thầy muốn khuyên người niệm Phật, nuôi người già. Chùa người ta nuôi người già, khuyên người niệm Phật. Bây giờ không lẽ đặt vấn đề là bản thân mình làm mới là cái quan trọng. Người ta có duyên đã làm, mình phụ người ta đi, mai mốt duyên phước mình tăng lên, còn hơn thầy đi mấy năm thầy đi vòng vòng. Nên rồi xong rồi ông nói một câu rằng hồi đó giờ chùa lo cho đi học, bây giờ đi học ra cái tự nhiên đi thì thấy ngại quá, thấy cái tình nghĩa nó kỳ quá kỳ. Như Đức hỏi vậy, thầy ở chùa thầy làm được cái gì không? Nói chùa thì ở chùa thì không có làm được cái gì, nếu mà về chùa lại thì mỗi ngày cứ tụng kinh này chú nọ, rồi chùa tu không có chuyên nhất mà muốn chuyên niệm Phật thôi. Mà bây giờ đi thì thấy kỳ, mà ở thì không làm được gì. Nhưng Đức nói vậy thầy đi ăn bánh mì đi. Vậy Đức nói đàn ông gì đâu mà lèn èn dữ chàng, đàn ông phải quyết đoán chứ. Thầy đàn ông hay đàn bà? Tôi đàn ông chứ. Đàn ông lèn èn với hả? Đàn ông thì phải quyết đoán, lợi ích thì làm, mục tiêu là mang cái thân này trong mấy chục năm, không có để phí phạm thời gian, phải làm lợi ích. Còn ở mà không làm được lợi ích gì thì leo giống như làm thân đi thịt chạy, chết gục theo cỏ cây, có được gì đâu. Quý vị, nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là mình phải nhìn nhận để mình có mục tiêu. Nên nó là sự chọn lựa, còn quan trọng hơn cố gắng nữa. Mình có mục tiêu mình chọn lựa đi, mình cố gắng, mình phân tách thiệt là kỹ ra. Người ta lo cho mình có cuộc sống, rồi mình có phương pháp tu, rồi mình ở bình yên, nhà cửa có sẵn, có người đứng lo lắng hoàn toàn, cơm ăn áo bằng, yên tâm mà tu. Đó là sự chọn lựa được rồi. Mà trong khi Đức Phật nó thờ một pháp niệm Phật thành tựu, mà mình lại ở ngay ngôi chùa niệm Phật. Vậy thì sự chọn lựa của mình là đúng là Phật chọn cho mình mà mình nghe lời Phật. Phật chọn cho mình mà mình nghe lời Phật. Vậy đã chọn được mục tiêu rồi thì mình cố gắng đi. Đó, nên thấy là hàng khổ không? Mà xong nói chuyện chút nó thông tâm mà. Bây giờ quyết định. Bây giờ phải về, về rồi nói với thầy. Những Đức nói, thầy nhớ sự quyết định của mình phan hãy lý luận. Khi thầy nói ra rồi thầy sẽ nói như thế này thế kia thế nọ, lúc đó thầy đừng nói gì, mà thầy hãy suy nghĩ cho thật là kỹ con đường của thầy chọn lựa. Mà thầy đã chọn lựa thì thầy phải cố gắng thầy đi. Thì nhớ kỹ nghe, đây thầy không có lỗi, nhưng vì thầy phải chọn mục tiêu để thầy sống làm sao cho có ý nghĩa, chứ mình không phản bội ai cả. Nhưng mà mình phải chọn mục tiêu, nếu mình ở một nơi mà không làm được gì, cũng không có mục tiêu giải thoát gì luôn, vậy thì uổng cái huệ mạng của mình. Nhưng khi nói này nói kia thì thầy im gu, nhưng thầy cứ chọn mục tiêu của thầy đi. Tại vì sao? Khi mê thầy độ, ngộ rồi có tự độ. Thì giống như bây giờ biết rồi phải chọn con đường chứ. Hiểu không?
biết rồi chọn con đường. Tại vì cái nơi con đường mình đang ở nó không có đặc biệt, nên mình chọn một con đường không phải vì mình mà là vì mọi người, và vì cái ý nghĩa của bản thân mình đến với cái cuộc đời này mình phải làm một cái gì đó. Nó ví dụ như bây giờ mấy anh em vô chùa này tu cỡ nào cỡ chứ ngày nào mấy anh em cũng sống ý nghĩa, ngày nào mấy anh em cũng có làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Và chùa mình thêm nuôi bao nhiêu con người già, đây là cái việc làm mấy anh em đều gom về là chúng ta cùng tu duyên tu phước. Nó, nên có những người ta nói rằng là thầy thành công là bao nhiêu người sau lưng thầy. Những đức nói ồ bộ tôi không nói sao, bao nhiêu bài giảng tôi đã nói ra chân mà, tôi đâu có dành cái công của ai đâu, tôi biết mà. Dành công người khác thì bản thân mình cũng không đặc biệt gì, ai dạy gì đi dành công người khác, dành cái hư không nó làm gì, cái giả tạo nó làm gì, thấy không? Đó, giống như giờ hòa thượng xây bao nhiêu ngôi chùa đi, dù có nói là tiếng cái chùa của hòa thượng nhưng ngài ở hay mình ở, chỉ là cái tiếng chùa hòa thượng thôi, mình ở mới là quan trọng nè, mình được sử dụng nè, hòa thượng sở hữu nhưng mình sử dụng. Những đức hỏi quý vị bây giờ một ly nước như vậy, ly nước là của những đức nhưng quý vị uống ai ngon hơn ai? Mà suy nghĩ đi, nói rất là dễ hiểu, ly nước của những đức nhưng quý vị uống, quý vị là ship rồi đó, sữa của tôi nhưng ai uống? Quý vị uống. Bây giờ sữa mấy cô đều hỏi như đức là hôm nay mua sữa gì thầy, như đức là mua sữa đó đi, sữa ốc chuột mấy cô uống. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, sữa của những đức quý vị uống, vậy cái hộp sữa của những đức có làm gì đâu. Rồi cuối cùng đưa cái vỏ cho tôi đi dọn tôi cắt, sữa bị uống đi, gột thì bị dùng, còn vỏ đưa cho tôi. Nó, cái sử dụng là như vậy đấy. Nó, nên chúng ta trong cuộc đời này, cái thành công, cái thế gian hình thức này, nếu mà có người vì danh lợi thì còn đặt vấn đề, còn nếu hiểu về cái chuyện giải thoát thì ai quan trọng chi cái chỗ đó. Thật sự mà nói ai quan trọng chi cái chỗ đó. Quý vị giúp cho những đức thành công cái gì? Thành công mỗi ngày những đức cực thêm á, giúp cho những đức thành công cực thêm á. Những đức đi tu mười mấy năm nay, bây giờ những đức còn làm thêm chuyện nữa. Nó mới vô chùa nấu ăn, bây giờ tới mười mấy năm sau cũng đi nấu ăn nữa. Sự thành công đi nấu ăn thêm nữa đó, đúng không? Đó, nên từ nơi đó nhận thức vậy đó, thì chúng ta may mắn thay là có người lãnh đạo, có người dẫn dắt mình, có người chỉ điểm cho mình, và có một cái cương vị để dám gầy mình, dám la mình, đó là mình mừng đó. Để rèn cái tâm mình, để coi mình tu làm sao. Công phu niệm Phật là gì? Là quý vị có nhẫn được không? Ta đụng ta tên quý vị có buồn phiền não không? Có, nhưng mà mau buông xuống được. Mau buông xuống được, đó cũng là công phu đó. Tại vì con người ai cũng còn cái ngã, nếu kêu dẹp cái ngã đi thì không có khả năng làm được. Không có khả năng làm được. Đó. Mà thu phục được. Thu phục được là gì? Chúng ta cảnh tỉnh mình rất là mau. Khi mình bị la, bị gầy, bị nói, mình chạm tự ái, mình vẫn buồn. Nhưng mà một chút mình ngồi suy nghĩ, mỗi con người có vai trò và có cái khó. Từ nơi đó mà mình khoan dung tha thứ, xong chuyện. Đó cũng là công phu niệm Phật đó. Công phu niệm Phật thì nó có thượng trung hạ. Bậc thượng thì chúng ta không làm được, bậc trung chúng ta không làm nổi, bậc hạ chúng ta làm được. Tức là có buồn, có giận, có trách, có tức, có sân si, nhưng một chút thì buông xuống. Cái đó mình làm được đó quý vị à. Nó, chứ đừng có đòi hỏi tới bậc trung, bậc hạ, bậc thượng. Bậc trung, bậc thượng mình không có làm được đâu. Nghe không? Đó. Nên mình phải được người ta rèn luyện mình. Giờ mới vô chùa này tu, nhưng mà bây giờ thí dụ như có những lúc như Đức nói trong chùa, mà nói mình nuôi với bà già, mà có chừng mấy bà già bà nuôi mình đó nghe. Nhờ cái chánh điện mỗi ngày bà niệm Phật mà ta nhìn đó mà ta cúng dường. Nói thì nói vậy thôi, chứ nếu mà không có người đứng ra, mấy bà cơ hội đâu vô đây mà làm chuyện này. Rồi ai hướng dẫn mấy bà cụ? Rõ ràng không? Nên cơ bản thân mình từ ở đâu phương trời xa đó mình lên đây mình xin cộng tu. Mình xin là người ta cho mình được ở tu. Rồi mình ở tu mình phải tu duyên tu phước. Bây giờ kêu mình ở đây phải tán thán quý vị, là quý vị có công nhờ quý vị, cuối cùng bị leo lên trên núi bị ngồi trên. Đó là cái hại người không biết cách. Nó nên hàng Phật tử khắp nơi nơi, mình lo cái vai trò của mình á. Mình nghe đạo, nghe pháp á, mình lo cái vai trò của mình. Lo cái vai trò của mình mà áp dụng trong cái gia đình của mình á. Gia đình của mình một vợ, một chồng, một con, hai con, gia đình mình làm đi.
Còn đây 2.000 người bị chen vô không nổi đâu, chen vô không được đâu quý vị à. Nó không đơn giản như vị nghĩ đi. 4 người và 2.000 người, 6 người và 2.000 người, 10 người và 2.000 người tính lên đi. Nó thì cái vai trò đó người ta làm người ta hiểu. Mình đi đến chùa mình cộng tu, mình còn được ngồi yên như vậy là mừng lắm. Gia đình mình có 4-5 người mà mình kêu con mình ngồi xuống nó hồng. Ngồi xuống chút đi mày. Tôi quen bồ tôi hẹn nó tới giờ bữa khác ngồi với ông. Nó tự cha mẹ kêu nó ngồi nó hẹn bồ rồi, nó phải đi. Kiểu nay mẹ ở nhà bữa cái mày, bữa nào xách xe giờ, chiều là xách xe đi à. Nó ra phía sau mẹ mở cửa sau cho nó giọt. Ông kêu đứng lại mày, tin, chào ba con giọt. Làm như nó, thấy chưa? Nhà mình có mấy người đây á, mình nói còn không được kìa. Không chi là một ề của người ta gì mà ngồi im re. Quý vị biết rằng một buổi họp á, 20-30 người thôi mà ngồi dưới bấm điện thoại rầm rầm. Buổi giảng người ta bao nhiêu trăm người này, vì nhìn ở đây có ai bấm điện thoại không? Đó. Nên nó nói đó gọi là duyên thu nhiếp chúng đó quý vị à. Nhìn thấy rõ ràng luôn đó. Xa chiều một cái chưa tới giờ thấy mấy bà cụ đi nghênh ngang, mới đi lạng mà chạy theo xe. Nghĩa là bà thích đó, chứ không phải là bà sợ đâu. Nếu như mà mấy bà cụ mà bà nghe giảng này mà bà sợ nghe, là bà không có tranh thủ đi vô đây đâu quý vị, sắp xếp chúng khó lắm á. Bà lạng bên ngoài không, bà không có vô đây đâu. Gặp mà ngồi mà vớt tiếng mấy đồng hồ đi, rồi xong không có hộp sữa đi, rồi xong không có cửa đó đâu. Nên mấy anh em sau này làm chủ trì chùa giảng pháp cũng phải làm y gan những đức vậy đó. Nó cái gì con gì mà nó không ăn, không có con gì mà không ăn ấy, tôi chưa từng thấy con nào mà không ăn, con nào mà không ăn sao xấu. Ngồi suy nghĩ kỹ, có con nào không ăn không? Hiểu chưa? Nên từ nơi đó con người thì càng phải ăn nữa. Ngồi sớm tới giờ mà. Nên có bà cụ khu yếu, bà yếu xìu mà lần nào bà bảo kia mấy cô đưa bà đi lên trên điện ngồi. Không, bà lên bà yếu rồi đi, bà điếc nữa, bà nghe được thầy giảng cái gì. Mà bà lên đó bà nói thấy người ta cười theo chơi được không? Thấy người ta cười theo vậy đó được không? Tìm cái nữa mà đưa tôi lên đó, tôi nhận hộp sữa coi. Rồi tôi nhận hộp sữa coi, thấy pháp viên chưa? Nó nên Hòa Thượng Tịnh Không năm xưa đi giảng pháp á, ngài chưa đến thì pháp thí đã đến. Còn đây bây giờ những đức chưa đến thì sữa đã đến. À! Phù hợp nhân sinh quá trời luôn. Bây giờ bị coi đưa sách đưa kinh thì giờ mấy bà này sao đọc? Bây giờ sữa là phải vớt liền cái gì đâu. Sữa với bánh là vớt liền. Đó thì quý vị thấy không? Những đức làm nó rất là phù hợp. Những đức chưa đến mà sữa đó đến. Bây giờ tranh thủ vô ngồi, ngồi cái hộp sữa đàng hoàng chứ. Thấy chưa? Đó là cái rất là quan trọng mà mấy anh em nên để ý. Cái hội chúng mình dễ sắp xếp lắm. Vì sao? Người ta tràn vô không à. Ta tràn vô, ta ngồi lên trên từ đầu tới cuối, ta nhảy lên trên ta ngồi không à. Mà gặp mà những đức mà giờ qua đây mà từng nào qua đây cũng chữ đố mà cái đầu này dám ngồi. Đứa nào đứa nấy tôi ngồi phía trước, tôi ngồi phía sau. Hôm nay mày ra phía trước đi, tao ngồi phía sau. Nó đâu tôi ngồi phía sau, tôi không ngồi phía trước. Hơi sao kỳ sao mày không ngồi phía trước mà mày đưa phía trước cho tao ngồi, mày kêu tao ngồi phía sau là sao? Rồi xong nó nói rằng không, tôi không ngồi phía trước đâu. Phía trước nó chữ hoài mà ngồi chi. Hiểu không? Bây giờ ngồi phía trước càng vui hơn, ai mà không thích ngồi phía trước. Còn mà gặp mình chữ thì nó ngồi phía trước nó miễn mà, miễn nó văng tùm lum mặt mụn không thì sao. Từ nơi đó mà bây giờ ta ngồi phía trước, ta càng vui thì ta thích ngồi phía trước chứ thì sao. Thấy không? Nó nên á, cái này là cái rất là quan trọng. Mà muốn giúp cho chúng sanh thì cái tâm trạng mình phải an lạc. Trong cái cuộc đời này chúng ta tu hành giống như một cái cây càng cao thì chúng ta dễ nhìn thấy. Cây cao thì gió lớn, gió lớn thì nó tấp vô cây cao. Chứ cây lùn gió có lớn đi chăng nữa thì cũng phớt phớt ở trên, lùn xỉn ở dưới mà ăn thua gì. Thấy không? Nên từ nơi đó mình càng tu
thì mình phải càng gặp sóng gió. Mà cái tu hành mà sóng gió thuận nghịch á, thì chúng ta mới rèn luyện được cái tâm tu của mình. Vì có người mình mục tiêu giải thoát, nên cái mạng mình còn chưa sợ chết. Mình sợ gì cái chuyện sóng gió hơn thua. Nên á, mình mới duy trì được cái tâm an lạc. Nếu không á, mỗi ngày mình nghe đầu này, mình ngóng đầu kia, mình ngóng đầu kia, mình nghe đầu này, giết rồi mình phiền não dãy đầy trong tâm. Mà đã là phiền não dãy đầy trong tâm thì khi nói chuyện ra đều là phát ra những cái phiền não. Vì có người từ tâm sanh pháp, mà đã là tâm phiền não thì cái pháp sanh ra của mình là pháp phiền não. Mà pháp phiền não thì bên dưới nó hứng phiền não. Vì coi bây giờ nếu những đức mà không vui ở dưới nó hứng. Tại vì mình ngồi trên cao dưới nó ngóng lên nó nhìn, thì mình đưa xuống ở dưới nó lọt vô là chết mồ hết chứ. Tại vì sao nhiều bà ở dưới phải nhìn lên toàn cái gì nè. Thấy chưa? Mình trên mình phóng xuống thì lọt vô miệng phiền não không. Thì nghe pháp xong nó về bụng đứa nào đứa nấy không tiêu hóa được. Phiền não sao tiêu? Về căng thẳng thần kinh ngủ không được. Nên tại sao mà mấy bà cụ bà lợi bà nghe những thuyết giảng xong bà về bà ngủ thẳng cẳng. Vì bà lợi bà nghe là bà vui. Mà bà vui thì bà tiêu nghiệp trước. Từ nơi bà tiêu nghiệp trước mà tối hôm nay bà ngủ ngon vô cùng. Thấy chưa? Đó. Cho quý vị biết nghe, ngày xưa Như Đức nói chuyện mà mỗi lần nói là Như Đức nói chuyện thấy ghê lắm á. Mặt mày kênh la thấy ghê, la ống sùm nha. Có rồi đó. Ngày xưa đó. Bây giờ càng ngày tu càng cái tâm an lạc. Thà con người mình đi từ từ đi lên, chứ đừng có mớ là càng ngày càng sân si là chịu thua. Hiểu không? Ngày xưa Như Đức la ghê lắm đó quý vị. La lắm. La với cái cảm giác người ta ngồi người ta nghe mình nói chuyện, người ta cảm giác người ta không có thích. Không có thích mình. Người ta đã không thích thì người ta có tiếp nhận cái gì hay đó quý vị ơi. Người ta đã không thích thì sao người ta tiếp nhận mình đây. Người ta thích mình người ta mới tiếp nhận. Người ta thích mình người ta mới tiếp nhận. Đó. Nên sống mà để cho người ta thương á, thì mình nói người ta nghe. Mà người ta đã ghét thì sao người ta nghe. Tôi nói thương người thì thương cả lối đi. Ghét người thì ghét cả tôn ti họ hàng. Đó. Nên quý vị à, mình sống mà mình an lạc cái tâm mình, ai thấy mình ta cũng thấy thương. Và thêm nữa mình đi đến đâu là người ta tích được cái năng lượng cao độ. Đó. Nên mình tu hành cái chữ Phật này là cái chữ giác ngộ. Nên mình làm sao trong cái thuận cái nghịch mà mình vẫn duy trì được cái tâm tu. Mình làm có giỏi, mình làm có được chuyện, đó là cái chuyện của mình làm để tích cho mình. Người ta la, người ta gầy mình, đó là rèn cái tâm tu giải thoát cho mình. Chứ không có ai gì cực khổ còn chi đi la gầy người khác chứ. Thật sự mà nói đi la gầy người khác cũng khổ lắm quý vị. Nếu mà những đức á, là Phật Bồ Tát mà cho những đức chọn để thị hiện, thì những đức thị hiện làm người vui vẻ để độ sanh. Còn Như Đức chỉ cái vị Phật Bồ Tát kia, Như Đức nói ông đi làm mặt trái đi, ông chử người đi, còn để tôi đi thương người chứ. Tôi chọn vậy đó được không? Nó ý mình là phàm phu, mình còn nghĩ gì nữa. Thật sự mà nói, nếu như mình làm cái vai trò mà vui vẻ hoan hỷ thì nó đặc biệt quá quý vị ơi. Chứ làm cái vai trò mà gầm ghì dữ dằn thì vai trò này khổ lắm. Thực sự mà nói vai trò này là cũng vai trò công phu á. Ngoài mặt thì vậy mà tâm không có gì cũng cả vấn đề đó. Mà phàm phu mà nó đã hiện lên cái chuyện mà hung dữ là tâm nó hung dữ à. Nó chỉ có là chuyển nhanh hay chuyển chậm thôi. Đó. Nên á, mình luôn luôn giữ được cái vai trò mình an lạc vui vẻ. Đó là cái điều mình tu mình khôn khéo dữ lắm. Mình mà không khôn khéo á nghe, là bản thân mình tu phiền não dữ lắm. Sống trong cái chỗ đông người này, một người một ý, mà trăm người trăm ý, 700 người là 700 ý, mà 750 người thì 750 cái ý. Quý vị coi á, cái lỗ mũi của nhỏ này mình nói đẹp, lỗ mũi cao, nhỏ kia nói đẹp đâu đẹp, nó cong. Nhỏ kia nói xịp, nhỏ kia nói ti lên nhỏ này, cái lỗ mũi nó cao nhưng cái trên lỗ mũi nó lại xấu. Từ nó đó, nó góc độ nó nhìn đa dạng mà quý vị.
Mình nói công nhận nhỏ đẹp nghe, từ đầu tới chân đẹp. Nhỏ nó cứ nói còn cái bụng xấu mày. Thấy chưa? Nó phải tìm ra cái gì xấu. Tại vì cái tâm ý của người mỗi người khác, góc độ nhìn mỗi người khác nhau. Thấy không? Quý vị thấy những đức, quý vị thương những đức, nhưng cũng có những người người ta rất ghét những đức. Vì sao? Vì trong cuộc đời nào đó những đức cũng đã từng rất ghét người ta. Nên đời này gặp lại người ta phải ghét mình. Có những người mình vừa gặp người đó là mình thấy thương liền. Còn cái người đứng kế bên mình nói cái thứ con mắt mình mày bị bồ lạch ăn hay gì? Cái thằng gì mà mày thương vô hay thì vậy mà nó lỡ nó bay rồi nó hung chục 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 chục. Nhỏ kế bên nó nói mày ha mày làm gì đâu mà tao thấy ớn, tao mắc ói gì. Nhưng mà ta là người ta lại thương. Mày thấy chưa? Cái nhân cái quả nó không có đơn giản quý vị. Cái nhân cái quả nó không đơn giản. Giống như bây giờ thì Đức chia sẻ Phật pháp gì mà cái câu chuyện của cầm trái tim của quơ một mình cô đơn. Một mình mà quơ cô đơn thôi mà vẫn quơ thì cái nhân này không đơn giản. Về sao mà bả giảng pháp không ai quơ, những đức cũng phải quơ. Cái nhân cái quả nó vậy đó quý vị. Không đơn giản đâu. Mình nói không mà tự nhiên ta ủng hộ mình rầm rầm, không có đâu quý vị. Nó không phải mình đã từng gieo nhân đó mình mới được cái quả đó đó. Hoặc là mình phải lo lắng cho người ta, mình quan tâm cho người ta từng ly từng tí, mình quan tâm chăm sóc chân thật nhiệt tình thì mình mới được người ta ủng hộ như vậy. Nên như Đức nói với tất cả các anh em tăng xuất gia tu hành ở đây, sau này mấy anh em có một nhân duyên đi đến bất cứ một nơi nào, nhớ kỹ cái câu muốn có được cảnh giới thì phải có lòng thiên hạ, được lòng thiên hạ mới có được cảnh giới hiện tại nơi mình ở. Nhớ kỹ nghe, không có được nghịch lòng thiên hạ, không có được nghịch lòng những người bên cạnh của mình. Nếu như nghịch lòng mọi người mình sẽ không được gì hết chứ, vì họ đâu có ủng hộ mình đâu. Nhưng mà mình không có chi cầu cái cảnh giới bằng cách phan duyên, mà trước nhất mình phải gầy dựng cái tâm đối với mọi người bên cạnh. Khi gầy dựng cái tâm đối với mọi người bên cạnh thì mỗi một người bên cạnh ai cũng có cái tâm ủng hộ mình để đưa mình lên. Từ nơi đó mà dù mình đi đâu đi chăng nữa mình không có khổ đâu, vì mình được lòng mọi người. Được lòng mọi người không phải mình nịnh nọt người ta, mà được lòng mọi người là mình có tâm chân thành, chân thật, hết lòng hết dạ đối với người ta. Là đúng. Rất là đúng. Thấy không? Là thành công liền à. Những đứa thấy rõ ràng luôn á, bản thân những đứa càng tu, những đứa nghĩ rằng bản thân mình làm hết cái trách nhiệm mình thôi. Mình cố gắng mình lo cho đại chúng hết lòng hết dạ. Rồi các anh em á, mấy ổng thích hỏi mình thì hỏi, không hỏi thì thôi. Giết rồi những đứa không có nặng nề cái gì nữa chứ quý vị ơi. Những đứa tin số phận hết trơn à. Những đứa tin vào cái định luật nhân quả, tin số phận hết. Tin vào cái việc mà có phước thì có phần thôi. Bản thân mình bây giờ mỗi ngày làm được gì là thấy mừng rồi. Sao ngứa vậy? Từ nơi đó mà bữa đó giảng trên chánh điện chủ nhật đông lắm, nhiều người ủng hộ giảng mà người ta hô hài vui ghê. Lúc đang giảng chuẩn bị tự nhiên hết lời nói, không còn cái gì muốn nói nữa chứ. Nó ủa sao tự nhiên mình đang giảng không còn gì để nói nữa chứ người ta, không lẽ đến đây máu nó hết rồi sao? Giống mày xưa xưa ngoài đầu xài tiền hết tiền quý vị, giờ hết vốn hết máu rồi. Nói cuối cùng mình nói vậy còn có một chiêu cuối cùng, nói mấy vị tạm ngưng nghe một chút. Ai cũng mắc cười ghê, ủa sao tự nhiên đang giảng pháp kêu tạm ngưng nghe một chút. Ai cũng sửng sốt, như Đức nói ngứa quá gãi một cái. Tiếp tục có chuyện giảng nữa quý vị. Thì thấy lạ chưa? Nó đó là cái gì? Cái đó là phương tiện thiện xảo. Đó là một cái sự tự nhiên chứ công chúng. Cái tự nhiên đó nó làm cho người ta bị thu hút quý vị. À, cái tự nhiên đó nó hay đó. Mình không có phải là gặn từng câu mong cho người ta khen mình, mà mình làm những cái điều đơn giản nhất, mong cho người ta được vui là được rồi. Thấy không? Này là cái quan trọng á. Đó. Nên những đức mong rằng á, mấy anh em á, đi cùng chung với những đức con đường này để ý. Sau này có cơ hội nhiều dữ lắm. Thật sự luôn á. Nó chỉ cần gầy dựng cái đức thôi. Mấy anh em nhớ, đừng sợ người ta không biết đến mình, chỉ sợ mình có đủ đức hạnh để người ta biết đến mình hay không. Như bản thân những đức bây giờ, những đức yên tâm lắm. Vì sao?
Vì những đức có phát duyên cho người ta biết những đức đông cỡ nào, những đức có không sợ chứ. Tại vì sao? Vì đối với những đức không có còn nặng vấn đề về cái chuyện danh lợi. Mục tiêu là gì? Mọi người nên mọi người biết bao nhiêu cũng được, nên đức làm đủ trò chứ không có sao chứ. Tại vì sao? Mình đã hiểu cái nguyên lý của vô thường rồi. Bây giờ bản thân mình làm được cố gắng. Đấy không? Đó. Hiểu được cái nguyên lý của vô thường, nên bản thân mình làm được, mình cố gắng mình làm. Đó. Còn như mấy anh em thì bồi cái gốc, gầy dựng cái gốc cho nó chắc. Rồi đến một ngày nào mấy anh em sẽ được gì chắc chắn luôn. Những đức mấy bài giảng đức kể, như đức nói hồi xưa như đức đi vô chùa, cái làm như đức là cái gì không biết, đâu có ai dạy mình đâu. Mà từ cái mặt giấy, như hồi sáng như đức kể, 16 tuổi đi đám cưới, đi lỡ cái đám cưới không biết làm cái gì, đứng ngơ, không thằng nào chỉ mình hết, mắc cỡ muốn chết, mà gặp cái mặt mỏ nhọn quét. Mà thường mỏ nhọn là mình ưa gì lắm quý vị. Mà gặp mà nó quê, mà nó càng quê thì mỏ càng nhọn. Quý vị biết rằng cái cừ mà tự nhiên thì cái mặt nó đầy đặn, mà khi mà nó mắc cỡ, nó ngại thì cái mỏ càng nhọn ra, mà mỏ càng nhọn ra thì càng liếm môi. Vì hô quý vị, nên ưa cái bệnh, người hô là ưa cái bệnh đó lắm. Còn người mớm thì người ta ưa. Tại hô thì đưa vô, mà mớm thì đưa ra. Hiểu không? Nên từ đâu đó mà quý vị biết rằng là nó kỳ cục còn hơn gì nữa. Xong trong lòng lúc đó, năm 16 tuổi, nói với lương tâm, sau này khi mà mình đi đến đám cưới mà mình quen biết, mình thấy ai mà mới đi đám cưới mà không quen, mình lỡ mình chỉ người ta liền, mình có để như bản thân mình phải chịu gì đâu. Là một lần. Sau này đức lên thành phố, đi vô cái chỗ làm, đi vô cái chỗ làm cái mình không biết chỗ nào, lấy chén bữa cơm ăn. Tại vì dưới quê lên thành phố, nhà thấy nhà to, đồ để nhiều, nhà mình đâu có đồ đâu. Thì bây giờ mình lên mình thấy giống như vô mê hùng chặn vậy đó. Nên chùa thì mình ở quen, mà người ta mới vô chùa người ta nhìn ngôi chùa mình, đừng có chỉ người ta. À, cô lỡ cái nhà đó đó, phòng B số 1, lỡ đó, khu đó lỡ đó nghe, lỡ ngay chỗ đó. Người ta ngơ á, mình phải dẫn người ta đi. Tại vì người ta không biết đường. Chính bản thân nhận thức hồi xưa mới lên thành phố này cũng lanh ghê lắm. Mà người ta, mình không có biết. Tại vì mình lỡ cái chỗ lạ, cái gì mình cũng biết chứ nha. Đứng ngơ, đi lỡ hỏi thằng kia, nói anh chén đâu, tôi bớ miếng cơm ăn, đói bụng quá. Nó mày đi kiếm ăn mày, thứ quê mùa. Nó bị chữ phát. Tự nhiên trong lòng mình ngồi, mình kiếm một chút vòng vòng, được bớ cơm ăn. Bớ cơm ăn xong mình nói lương tâm, mình nói mai mốt mà tao mà trong đây tao mà quen rồi, ai mà ở dưới quê lên đó tao chỉ người ta liền, tao không có để cho người ta vậy đâu. Đó, thấy không? Cái tâm học tập của người ta nó đi khác lại người khác. Có những người bị như vậy, nói mai mốt tao mà có lên cao được, tao ăn hiếp mày cho thằng khác cho mày biết. Còn mình không nghĩ gì mà mình nói mình phải dễ người ta. Sau này những đức khi đi vô chùa tu, là bắt đầu là những đức rảnh là đi làm việc, rảnh đi niệm Phật lễ Phật. Lúc nào rảnh những đức đi lợi chơi các cụ. Lợi chơi cái cụ nào bà thối tâm bà buồn chuyện này chuyện kia, những đức giải thích cho bà nghe. Những đức là người đi giải thích còn hơn người quản chúng trong chùa nè. Những đức giải thích nghe, giải thích xong rồi những đức còn giúp cho bà, khuyên bà. Rồi có những bà mà bà làm gì không phải, bà bị thầy la bà không cho bà ở chùa, thì những đức lại giải thích cho bà và làm như là bà thiệt là sợ lên mới xin thầy. Mà những đức chưa làm quản chúng như mà đi phía sau những đức làm vậy đó. Vậy mà những đức được cái lòng của người trong chùa rất là nhiều. Là những đức khi gặp ai buồn, những đức khuyên người ta, những đức giải thích cho người ta nghe cái khó ở ngoài đời, và mình đã phát tâm đi tu, và các cụ già mình đã sống với con mình sao. Mà bây giờ mình đã vô đây tu, mà các cụ buồn cái các cụ về rồi, con các cụ sẽ đánh giá các cụ làm sao. Ở nhà mà sống cũng được, vô chùa mà sống cũng xong. Nó nói vậy đó thì mình còn cái gì, mặt mũi gì để đâu. Nói vậy giải thích gì, bà ở lại chùa. Mà những đức làm vậy thôi mà từ từ những đức quản chúng luôn. Cái hành động những đức vậy thôi mà những đức quản chúng luôn á. Rồi quản chúng nghề dạy nghề từ từ quen luôn, biết được nhiều việc luôn. Nên những đức nói những điều này mà mấy anh em trong chùa, mà mấy anh em có cái tấm lòng này hay lắm. Tại vì có những người ta mới vô chùa, người ta tu mới vô người ta buồn lắm.
Tại vì cái cảnh mới quá, người ta mới vô người ta buồn lắm. Nên mình nói tôi hồi xưa mới vô chùa cũng vậy đó. Nên anh em từ từ vài bữa quen, có cái gì hỏi tôi chỉ cho. Mình phía sau, tại vì mình kêu người ta gặp người trên khó lắm. Tại vì người trên ta nhiều chuyện, với cái gì cũng hỏi người ta khó. Khi người ta bận hỏi người ta không có thời gian trả lời cho mình nghe. Mình đang người học được rồi thì mình lấy cái sở học để mình áp dụng liền. Mình đừng có bao giờ ra mặt, nhưng mà mình khéo léo mình chỉ người ta. Từ nơi cái vai trò để người trên nhìn ra mình, người trên nói thằng này được, nên đặt nó vô công việc là mày lo giùm cho tao. Vì cái mảng con người chỗ đó như vậy như vậy. Mình lên từ từ, thấy không? Lên từ từ đó. Từ cái hành động nhỏ đó mà làm đi là tự nhiên sẽ có tất cả. Nhưng con người ta thường bây giờ ngộ ghê, người ta không làm như vậy mà người ta muốn có tất cả, đâu có được. Chúng ta muốn xây cái nhà 3-4 tầng, chúng ta phải lo cái móng chứ. Cái móng thiệt là chắc thì chúng ta muốn xây mấy tầng thì xây. Nếu như chúng ta đổ cái móng thiệt là chắc thì kỹ sư người ta cũng tính được cái móng này có thể gánh được mấy tầng, thì lúc đó nó mới lên mấy tầng. Còn nếu như cái móng mình đổ nó gánh chỉ 4 tầng thôi, mình chơi 6 tầng nó sập làm sao. Nên chúng ta lót móng càng dày thì chúng ta lên càng cao, lên càng cao thì càng chắc. Mà cái móng lót là ngay chỗ nào? Là cái đạo đức con người, thương con người là cái móng chắc nhất. Móng chắc nhất luôn. Mình hãy nghĩ lại năm xưa mình được có cơ hội vô chùa, bây giờ mình có cơ hội để tạo cho người ta được cơ hội vô chùa. Có nghĩa là mình đều cho người ta được một cơ hội được vô chùa. Và mình chân thật nhiệt tình mình hướng dẫn người ta. Một con người có thiện căn thì mình chỉ nói sơ qua là họ tiếp nhận rồi. Một con người mà thiếu thiện căn và họ nghiệp lực nặng nề thì chúng ta phải càng tỉ mỉ nói nhiều chút, nói với họ nhiều một chút. Vì căn tính của mình thì thật sự đa phần chúng ta là những con người cần phải được nhắc nhở. Chứ không có thể nào chỉ có vài ba câu là được. Quý vị có ngày nào như thế cũng nhắc nhở có nhàm đâu. Tại vì bản thân những đức cũng là từ được gầy dựng như vậy mà thành công. Nên mình cũng phải hết lòng gầy dựng cho người ta. Nên những anh em vô chùa mình nhìn sơ qua căn tính thôi, mình thấy cái người này căn tính nó kém hơn mấy người đó. Cái thằng căn tính kém giống như ở nhà cha mẹ, đứa con nào hư nhiều thì cha mẹ lại càng quan tâm. Vì sao? Vì nó hư nhiều nên quan tâm nó nhiều một chút để nâng nó lên. Giống như Phật A Di Đà, một chúng sanh chuẩn bị đọa địa ngục, niệm lên câu Phật hiệu là ngày rước liền. Vì ngày biết chúng sanh kia chưa đọa địa ngục, còn cái tên này chuẩn bị đọa địa ngục, mà đọa địa ngục thì khổ dữ lắm. Nên nó ra niệm lên câu Phật hiệu là ngày cấp tốc ngày rước cái thằng này về cực lạc liền. Đó. Hành động Phật A Di Đà vậy thì hành động mình đối với con người cũng như vậy đó. Tại vì sao? Nên cho người ta một cái cơ hội. Hãy cho người ta cơ hội là bản thân mình sẽ có nhiều niềm vui lắm. Đừng bao giờ sợ cái cơ hội đó sẽ tổn hại người khác. Sự tổn hại người khác là do có nhân có quả. Có nhân có quả. Nhưng khi họ đã cảm tâm đối với mình rồi, những con người đó mà thật sự tốt thì họ rất là tốt. Họ không tốt mình cũng dưỡng được tâm từ bi của chính mình. Cuộc đời có người mà giống như những đức đứng trên cái mặt kiến đắp y vô, tự nhiên những đức đưa hai cái tay lên. Những đức ưa làm những cái chuyện nó khùng khùng kỳ cục lắm. Tự nhiên một mình mà chơi mình vậy đó, đắp y vô xong tự nhiên đứng ngay mặt kiến, tự nhiên đưa hai cái tay lên. Ý nói là đưa lên rất là cao, nhưng cuối cùng những đức đưa lên xong những làm này. Ý nói là lên có cao thì cũng xuống thôi bạn à. Hiểu chưa? Bạn có lên cao cỡ nào thì bạn cũng đi xuống lại thôi. Nên con người chúng ta đừng có lên cao mà để người ta đạp mình đi xuống. Mình lên cao rồi mình đi xuống lại đi. Có thằng nào nó muốn chuẩn bị đưa cái chân lên, mình nói khoan. Gì mày? Để tao đi xuống. Anh đừng bỏ công đạp em chi. Em đạp. Anh đạp em mất công, tốn công lắm. Mất công mang hận thù nhau lắm. Để em xuống cho. Đó. Tại vì sao mình làm được dễ dàng như vậy? Vì mình đã đi xuống rồi. Mình đã đi xuống rồi. Nên những đức nói rằng những anh em đi theo những đức đều là có cơ hội rất là lớn. Vì sao? Vì mấy anh em chỉ cần chân thật nhiệt tình, duyên phước chừng nào đến là mấy anh em sẽ nhất định làm việc quan trọng. Đó. Phải lo cái móng. Lo cái móng cho thật chắc. Có phước thì có bằng à. Nó hôm qua những đức gặp ông thầy kia đi học đó, những đức nói với ông: sao ông vô đây ông tu thử đi. Tại vì đức thấy ông hiền. Chỉ thấy ông này ông hiền thôi. Ông hiền. Nghe ông biết nghe lời ông hiền thì được tương đối.
mà lại là nhìn gương mặt có phúc hậu tương đối, hiền hiền, thì tự nhiên mình gặp ta gì, mình tạo cho dựng cho người ta cơ hội. Biết đâu mình đào tạo một vị tăng, cư sĩ có nhiều người tu, nhưng mà 1000 cư sĩ tu, nếu như được một vị tăng mà chăn tu, nó hơn 1000 cư sĩ tu. Có chuyện giỡn đâu quý vị. Thành tựu thì thành tựu cư sĩ, thành tựu giảng sanh rồi. Nhưng mà cái thành tựu của người xuất gia này là cái gốc trong Tam Bảo. Vì Tam Bảo là Phật Pháp Tăng, tăng thì cư sĩ cũng là tăng, nhưng mà hình tướng của cư sĩ thì khó độ sanh hơn hình tướng của Tăng Bảo. Vì hình tướng của Tăng Bảo người ta gặp nó có sự thu nhiếp gì á, lạ lắm. Rèn được một vị tăng mà hoàng đạo thì cơ hội lớn, quý vị coi nè. Bản thân những đức đi tu, nếu mà không có cái người Tăng Bảo này thì làm sao mà nó giảng pháp cho bao nhiêu con người nghe quý vị? Rõ ràng không? Đó, trong bao nhiêu con người nó lòi ra một người. Đó là cái quá đặc biệt rồi. Mình không dám cầu nhiều quá mà được 1-2 người là mừng rồi. Nó xuất hiện cái là dữ lắm. Vì sức ảnh hưởng của Tăng Bảo chịu tu hành, chịu hóa độ chúng sanh, có nhân duyên đó thì nó thu gom con người giống như cái quả địa cầu này á, chứ không phải chuyện giỡn. Nó bị coi hòa thượng Tịnh Không kinh chưa? Nó nên từ nơi đó cư sĩ thành tựu là thành tựu rồi, nhưng mà cái độ tha của cư sĩ không có bằng Tăng Bảo. Hàng Tăng Bảo sự độ tha mạnh hơn, còn hàng cư sĩ thành tựu vì tự độ mạnh hơn, ảnh hưởng thì không cao bằng hàng Tăng Bảo. Tăng Bảo chỉ cần họ mà tu, chịu tu hướng đến giải thoát thì sự hóa độ của họ mạnh lắm. Vì nhìn từ những đức lại bị biết liền gì đâu, hướng dẫn quá trời người ta luôn, thấy chưa? Nó nên trong lòng những đức nói rằng con đường của mình đi này được 10 mấy năm nay là thấy lợi ích cho mọi người. Những đứa cũng mong mấy anh em này sau này nè, mấy ổng có thể rẽ ra mà đủ nhân duyên cuộc đời của mình đi con đường này. Người ta mà thí dụ như chùa chiền gì, người ta không có người, người ta nói à bây giờ tôi muốn đầu tràng niệm Phật đó, thầy có huynh đệ nào không? Những đứa cũng mong mấy anh em được đi đến đó, mấy ổng làm chủ trì chùa, ổng nuôi con người, ổng tiếp tục, ổng hóa độ một vùng ở nơi đó. Mình mong như vậy đó, trong lòng mình thật sự tôi không có đòi hỏi gì, dám nói rèn luyện ai chứ. Nhưng mà tôi mong rằng như tôi bản thân lỡ đây tôi cũng làm một số việc này, tôi mong những anh em huynh lệ để đi đến một nơi nào đó cũng làm được như tôi gì thì tôi cũng rất là mừng rồi. Thật sự rất là mừng rồi đó. Còn nếu như mình mà không có duyên thì anh em mình cứ sống bình thường, vì mình lo chúng sanh thôi, đâu có gì đâu. Nếu có duyên thì làm, có duyên thì thôi, chứ gì đâu mà mong cầu. Hỏi anh em chỉ cần sống thương yêu nhau thôi, mỗi người có mỗi cương vị, cứ nhiệt tình đúng với cương vị mình mà làm đi, hỗ trợ nhau để mà giúp đỡ nhau nuôi người già. Tội nghiệp mấy bà cụ già, bà được sống với mình là bà thấy yên tâm. Nó giúp cho người ta yên tâm là giúp cho tâm mình yên đó. Nó con người mình chỉ cần giúp cho người ta yên tâm là giúp tâm mình yên à. Mình giúp cho người ta có nụ cười thì người ta cười với mình, đơn giản cái nhân cái quả. Mình gặp người ta mình chào, chào anh. Thằng kia nói à, chào anh nè. Còn mình gặp chào anh à, chào anh. Mình gặp nó mình nói mình gặp nó, nó gặp mình. Cái nhân cái quả gì nó thấy rõ ràng luôn mà quý vị. Nó đi ngược lại không được quý vị. Mình gặp một con người đang gặp mình nó nghiêm nghiêm nghe đi. Mình gặp mình nói thôi gặp mình chào đại đi. Nó nghiêm với mình phải chào lại một cái để quá giải nghiệp. Nó quá nghiêm mà mình đi gặp nó cái mình muốn chào nó gặp. Đi luôn. Đi luôn quý vị ơi. Ghê thiệt chứ. Bởi vì thấy chưa, nên mình gặp người ta mình kêu chào anh. Chào anh, thấy chưa, trả lại thấy không quý vị? Nó cái đó là cái văn tự gần gũi nhất của cuộc đời đó. Nó gặp mình, gặp nó mô gì bảo con chào thầy. À, chào con, thấy chưa quý vị, thấy rõ ràng không? Gặp nhau mà ai với đà phật, ai với đà phật, thấy không, trả lại liền. Còn mình gặp người ta xẹt, ý nó đi gì không nhìn rồi vậy thì sốc không? Nó cái nhân cái quả nhìn vậy là thấy xác thực rồi, thấy không? Nó giống như giờ những đứa mua sữa cho cái cụ út, mua sữa cho cái cụ uống thì tự nhiên trong lòng cái cụ mà có sữa cũng muốn cho những đứa uống chứ sao. Mà thật sự trong lòng cái cụ rất là thích những đứa uống sữa.
Tại vì sao? Vì cái nhân mình mua sữa cho người ta uống. Thấy không? Cái nhân cái quả nó rõ ràng vậy lắm. Quý vị yên tâm đi, học Phật phải tin sâu nhân quả. Khi mình đã tin sâu nhân quả rồi thì quý vị biết rằng cái cuộc đời quý vị nó đặc biệt dữ lắm, ít bao giờ bị phiền não dữ lắm. Cái người học Phật mà dễ phiền não là quý vị không có tin nhân quả, thì quý vị không có mục tiêu là giải thoát, nên quý vị rất dễ phiền não 100% luôn. Nếu như quý vị mà có mục tiêu giải thoát, quý vị thấy cuộc đời này cực kỳ dễ luôn, rất là dễ. Nên những đứa ngồi nói chuyện với ông thầy thì đứa nói một câu: chàng ơi, cái này nó dễ quá mà sao thầy tính khó dữ vậy thầy. Chùa chiền ta y những đứa mở ra con đường thầy khỏe quá, nó cắt sẵn ngôi chùa, vô đó được ở tu, làm theo cái nguyện của bản thân mình, vì cái nguyện của mình giống nguyện của người ta thì nương vào nguyện người ta để làm cái nguyện của mình, quá trời khỏe. Thầy đi tìm chi để thầy tự tạo ra cái nguyện của thầy. Những đức nói cho thầy nghe, chứ xây ngôi chùa cũng không dễ. Người ta xây rồi mà ta cho mình ở, mà đúng như cái nguyện của mình sống thì đúng là tròn vẹn rồi, còn lo gì nữa cho nó mệt. Công nhận quý vị, con người mình đa phần bị cái bệnh là của mình. Của mình, của ai ở cái cõi đời này mà của nào mà của mình? Thấy cái gì của mình hết chứ quý vị ơi. Cái thân này còn chưa phải của mình, đừng nói chứ của mình. Chúng ta chỉ là tạm thời sử dụng nó thôi chứ làm gì của mình. Của mình thật sự là tự tánh của mình, nó mới theo mình đời đời kiếp kiếp. Nên Ấn Tổ thì nói là tại phàm không giảm, tại thánh không tăng, là như vậy. Còn cái thân này là chỉ là gì? Là tạm dùng thôi quý vị à. Tạm dùng thôi. Thời gian nó bỏ mình bồi dưỡng nó quá trời luôn mà đột nhiên là nó bỏ mình liền. Thì thấy chưa? Nó hồi sáng kể cho chúng nghe câu chuyện ngoài đời làm ăn mà bị sạt nghiệp, treo cổ tự tử nửa tháng mới hay. Cái hình chụp lên sình, người nó chảy ra, còn treo toàn ten, nhìn thê thảm thiệt. Nam mô A Di Đà Phật. Còn một câu chuyện ở tù bị chung thân, vậy mà không giết người thì phải bị gì? Bị xử bắn, không phải chung thân, xử bắn. Xử bắn là nặng hơn chung thân, đúng không? Khi đi tù, người thân biết Phật pháp khuyên đi vô tù niệm Phật, cố gắng ở trong tù niệm Phật nghe, cứ niệm Phật đi, rồi sống cho thật là đặc biệt, chấp hành đàng hoàng, tự nhiên sẽ có kỳ tích. Nghe lời vô trong tù, không phải trong chùa, vô trong tù niệm Phật, quá cho niệm luôn quý vị, niệm quá cho niệm luôn, sắp sửa bị xử bắn, quá cho niệm Phật, siêng niệm, niệm quá cho niệm luôn, không biết làm sao, tự nhiên thấy hành động, chấp tác đồ mọi cái tốt, làm việc đồ này kia tốt. Từ xử bắn chuyển qua chung thân. Ngộ không? Thấy chưa? Hay chưa? Nên chúng ta gặp người thân mình mà ai mà bị tù, mình dạy họ. Ai biết được người thân mình có những người ta đi tù sao? Mình dạy người ta vô trong đó cố gắng niệm Phật nghe, sống cho tốt, biết đâu có kỳ tích. Mình kể những câu chuyện gì cho họ nghe. Nó gặp con cái mấy nghe pháp mà đưa em đem vô được thì cho họ nghe, được là tốt lắm đó quý vị. Biết đâu trong tù nó cải hóa hay sao, tốt đẹp. Nên từ nơi đó câu Phật hiệu này hay lắm. Những đức nói vị chỉ cần chăng thật niệm thôi, vì coi những đức sau lúc nào cũng vui chứ nè. Năng lượng quá trời luôn, năng lượng cực kỳ cao độ luôn. Tại sao? Vì vui, vui nó mới có năng lượng. Buồn sao có năng lượng quý vị? Không. Thứ bảy chủ nhật tuần này nè là vô nghỉ lễ luôn rồi nè, 5 ngày. Nên Phật tử đến đây tu ở chùa mới cũng được, Đại Tùng Lâm cũng được, Hộ Pháp cũng được, về ở tu. Nó cơ hội được 5 ngày, thứ bảy chủ nhật. Thứ bảy thì bên đạo tràng ba cộng tu bình thường rồi, chủ nhật bên Hộ Pháp rồi đúng không? Thứ hai người ta nghỉ luôn. Thứ ba, thứ tư là 30/4, 1/5. 30/4 là tổ chức cộng tu bên đạo tràng ba bên đây, 1/5 là bên Hộ Pháp. Mà 30/4 kèm thêm có ca sĩ hát đâm rầm luôn. 30/4
không? Là vừa đây có chương trình niệm Phật giảng pháp cũng phóng sanh cũng thiết thực, mà có ca sĩ kèm vô hát luôn. 1 tháng 5 cũng như vậy luôn. Nên đây là cái cơ hội chúng ta tập trung về tu tập, để ngay 30 tháng 4, 1 tháng 5 chúng ta tổ chức cái khóa tu này để cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ. Rồi cứ về đây đi. Ở bên đây đạo tràng ba chuẩn bị, bên kia cô Thanh rồi chuẩn bị mua đồ ăn về, mua đồ hũ về luộc cho mua tiêu à. Thoải mái đi. Lè làm cái hộp mua tiêu thiệt là ngon, để chuẩn bị đồ hũ luộc chấm mua tiêu. Cái vị ô cái món này nghe ăn vô nó ngon. Thấy chưa? Có cái cô kia quý vị biết rằng là cổ đen mung luôn. Cổ đen mà trang ô, cổ đen, cổ đen, 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 đen như ông Táo vậy đó, quý vị biết. Cổ đi vô chùa mình nghe, chiều nào những đứa cũng luộc đồ hũ luộc chấm mua tiêu cho ba ăn. Ba ăn 5 ngày sau một kỳ tích xuất hiện, tự nhiên da mặt nó bị lột. Trời. Lột bấy ba chứ không biết sao, kỳ cục quý vị. Cái này là lạ kỳ thiệt, biết sao luôn á. Chắc là tại vì bả ngoài bả làm ngoài nắng quá, vì khi bả vô chùa cái đầu bả không ra ngoài nắng nữa, cái bả lên bả tu đổ mồ hôi cái đầu cái lớp da đen đó nó bị ướt đó. Rồi bắt đầu nó bung lên, nó lột ra đầy mặt bên nó bung ra chứ. Bà lỡ bà nói thầy, thầy sao kỳ cục, ở chùa có mấy ngày ăn đồ hũ lùa luộc chấm muối tiêu lên chánh điện tu mà hôm nay sao mặt nó bung lên kỳ cục quá. Những đức nói bà yên tâm, cái này là nó bung cái chất đen ra không có sao đâu, cái đen này nó xấu mà nó đâu có đẹp đẽ gì đâu mà bà để làm gì, bà để cho nó bung tự nhiên đi nghe, mà đừng có đụng tới nghe. 2 ngày sau nó bung nguyên cái mặt. Chàng ơi quý vị ơi, rồi xong 2 ngày sau nữa mấy cái lớp da nó lột ra hết, mặt trắng. Công nhận thì hay, thấy chưa? Khỏi cần thẩm mỹ viện, khỏi cần sửa sang sắc đẹp luôn, khỏi cần đi đắp bột đắp gì mặt mày, chét trứng gà vậy lên mất công. Thấy chưa? Giờ mặt tự đẹp luôn. Nói quý vị coi trong chùa này có ai mà sức kem bắn gì đâu. Nói. Mấy thầy mấy sư gô đồ, có mấy thầy có ai sức kem không? Sư cô đâu ai sức kem đâu. Chú đâu ai có, mấy cô không có luôn, mấy cụ không có luôn. Gì đó mà da mặt trộn đẹp lắm lá gì đó vậy. Niệm Phật không mà vậy đó quý vị. Thì mỗi ngày cười nghe, cười cho nhiều, đi một mình cũng cười luôn, cười cho nó quen. Mình cười quen mình gặp nó mình mới cười được chứ. Có khi nhà Đức đi một mình, đi một mình cái giường bông giấy không có một người nào luôn, đi một mình luôn, vừa đi theo bông giấy vừa nói chuyện với bông giấy, cười một mình luôn, người ta đứng người ta tưởng đâu khùng. Đi coi, đi một mình theo giường bông giấy, vừa đi vừa ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Bông giấy đẹp quá à, bông giấy rất là đẹp, đẹp quá giấy đẹp. Người ta đứng người ta nhìn mà người ta không nghĩ được chuyện đó là chuyện gì luôn quý vị. Mà chuyện này mình biết. Nó vừa đi vừa nhìn bông giấy, vừa gờ bông giấy, vừa nói chuyện với bông giấy, cũng như nói chuyện với người đẹp. Thì coi, cái tâm trạng nó không đơn giản đâu nghe quý vị. Rồi xong tự nhiên thấy một con chim nó bay nó bị té xuống. Chim này bị yếu. Xong ngồi xuống nói, chim vì sao mày té xuống. Người kia đứng cầm cái điện thoại quay, như đứa cứ bình thường kệ mày, mày quay đi. Tại sao mày té xuống đây? Rồi giờ mày sẽ đi về đâu hả chim? Chim nó kêu chip chip, nó nói à vậy là mày không biết chỗ nào đi về hả? Chip chip, à vậy tao biết rồi. Vậy tao sẽ giúp mày. Tao sẽ đưa mày vô phòng hộ niệm được không chim? À, để cho các cô sẽ lo mày nghe chim. Mấy cô sẽ cho mày ăn gạo nè, cho mày uống nước. Rồi chữa trị cái chân mày cho lành lặn lại, rồi lúc đó mấy cô sẽ giúp cho mày bay lên trên đọt cây ở. Được không chim? Chim chip chip. Đúng, vậy mày chấp nhận. Chấp nhận. Vậy mày đã chấp nhận rồi. Được rồi, tao sẽ đem mày về. Ông kia kinh ngạc. Ông lợ, ông có nghĩa là hết biết gì.
Lỡ hỏi là thầy nói chuyện với ai? Nói với chim chứ nói với ai? Trời, thầy nói chuyện với chim được nè. Được sao không được? Nói nó trả lời rõ ràng luôn. Nó nhờ tôi đưa vô phòng hộ niệm để giúp đỡ cho nó. Chân nó bị đau, nhờ bó chân lại sức thuốc đàng hoàng. Ủa thầy hiểu luôn, hiểu hết. Kinh khủng như vậy. Ủa vì sao thầy hiểu? Nó nói cái gì? Nó nói chiếp chiếp. Chiếp chiếp sao thầy hiểu? Tôi hiểu. Tại sao thầy hiểu? Tôi hỏi anh, chân anh bị đau, anh có cần người ta bó thuốc không? Cần. Anh bị té xuống, anh có cần giúp đỡ không? Cần. Anh ở ngoài nắng, anh có cần người ta đưa vô trong mát không? Cần. Vậy thì con chim nó cần vậy chứ làm sao? Những gì mình cần thì chim nó cũng cần thôi. Thì nó nói chiếp chiếp, mình thay thế lời nói giùm cho nó. Được, vậy là mày muốn như vậy với con chim. Nó nói chiếp chiếp, à được, đúng rồi đó. Thấy chưa? Cái người mà đã vui rồi, quý vị thấy nó tuyệt vời gì đó. À, chú bị an lạc vậy ơi. Ha 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 ha. Chú bị luôn luôn an lạc quý vị ơi. Và chúng ta quyết tâm niệm Phật đời này về cực lạc gặp nhau quý vị ơi. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng nè. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.